Xin chào các chị và các bạn đã quay lại với một video mới trên kênh YouTube Quà Tặng Viva. Ngày hôm nay Long đang có một mẫu bút ký và nó có hai màu, một cái màu đen và một cái màu xanh như thế này. Đây chính là mẫu V027 nha các anh chị. Hôm nay Long sẽ giới thiệu chi tiết cho các anh chị biết về mẫu V027 này ha. Đây chính là một trong những mẫu bút ký kim loại cao cấp giá rẻ mà các anh chị có thể mua và chúng ta có thể khắc logo lên mẫu bút ký này để có thể làm quà tặng doanh nghiệp nha. Ở đây Long có tổng cộng là 3 mẫu bút V027 nha các anh chị. Một mẫu thì bên Long đã khắc logo lên rồi nè. Đây các anh chị thấy ha. Đây bên Long đã khắc logo quà tặng Viva và tên công ty quà tặng Viva đây ha. Và đây chính là hai mẫu mà bên Long chưa khắc này. Một mẫu màu xanh rất là đẹp luôn. Và một mẫu màu đen như thế này. Bây giờ Long sẽ chia sẻ cho các anh chị về cấu tạo của mẫu V027 này ha. Đây là mẫu màu đen nè các anh chị. Màu đen thì chúng ta sẽ thấy là có một phần nước sơn bóng nha. Đen bóng. Đấy, rất là dễ bám dấu vân tay nha các anh chị. Phần cài bút này cũng như là những cái phần viền ở đây á, thì được làm màu vàng nha các anh chị. Đặc biệt á, là cái phần nắp này nè thì có các cái họa tiết giống như là tổ ong vậy ha. Nhìn nó cũng rất là sang trọng. Đây chính là mẫu bút mà dạng nắp đậy nha các anh chị. Đây cho chúng ta có một phần nắp như thế này ha. Phần nắp này đậy khá là kín ha. Đây các anh chị có thể nghe được cái âm thanh mà sau khi Long đậy lên này. Đấy, nó rất là đanh ha. Đấy, nghe rất là đã luôn ha. Nó giống với mẫu bút này cái gì. Nhưng mà Long thấy là nó có vẻ không chắc chắn bằng mẫu bút này đâu. Đây ha. Đây là mẫu V036 nha cái gì. Đây. Cam thanh của mẫu bút V036 này nghe đã hơn. Đấy. Thật ra âm thanh thì cũng không quan trọng lắm ha. Do cấu tạo nó khác một tí hoặc là cái... do có thể cái nắp này to hơn tí, cái âm thanh nó khác hơn tí hay, nhưng mà Long thấy thì nó đậy cũng khá là kín ha. Đây là mẫu màu xanh này. Đấy, ở đây là bên trong nha các anh chị. Phần mà các chị cầm để viết á, sẽ có thêm những cái phần gợn sóng á, để giúp cho các anh chị cầm nó chắc tay hơn ha. Gần ngòi bút nhất nè, cũng sẽ có họa tiết vàng như thế này. Mẫu màu xanh á, thì cũng sẽ có họa tiết vàng ha. Nhưng mà màu vàng của bút màu xanh á, thì nó nhạt hơn so với màu vàng của mẫu bút màu đen nha các anh chị. Đây, các cái viền này cũng vậy nha các anh chị. Màu xanh thì này, nó nhạt hơn so với mẫu màu đen. Phần ngòi bút của mẫu V027 này á, thì nó giống với mẫu ngòi bút này nha anh chị. Giống với mẫu V036 này ha. Phần đầu bút nó khá là nhỏ, cho nên là cái nét mực á, nó sẽ rất là thanh mảnh nha anh chị. Đây chính là phần ngòi bút này. Đấy, bây giờ Long sẽ viết thử cho các anh chị cùng xem ha. Phần ngòi bút này cũng khá là phổ thông thôi, cho nên nếu như mà các anh chị dùng mà hết mực á, các anh chị có thể mua thêm ngòi bút ha. Ở những tiệm sách này đều có bán mẫu ngòi bút này cả ha. Hoặc là các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với quà tặng Viva ha. Bên quà tặng Viva cũng có bán ngòi bút này luôn. Rồi, ở đây Long sẽ viết thử cho các anh chị cùng xem nè. Đây là lần viết đầu tiên của Long luôn ha, nhưng mà Long thấy là phần mực nó ra cũng khá là đều nha các anh chị. Đây, đây các anh chị có thể xem nè. Đây, đây cái phần mực ở đây nè. Đấy, đây chính là mực xanh nha các anh chị. Phần mực màu xanh nha. Nó khá là đều. Phần thân của mẫu bút này á, được làm bằng kim loại nha các anh chị. Khi mà chúng ta khắc laser á, thì nó sẽ xuất hiện phần kim loại bên trong nè. Nhưng mà hơi tiếc cái mẫu này á, đó chính là cái phần kim loại bên trong á, là nó màu bạc nha các anh chị. Chứ không phải là màu vàng giống như phần viền của bút hoặc là phần cài bút như thế này. Nếu như mà màu vàng nữa thì sẽ rất là tuyệt vời ha. Mẫu bút này á, thì nó sẽ có giá rẻ các anh chị. Một cây bút như thế này nó chỉ rơi vào đâu đó tầm khoảng 80.000 thôi. V036 này thì nó sang trọng và nó đẹp hơn và cái thân nó màu vàng ha. Cho nên là giá nó sẽ cao hơn so với mẫu V027 này nhiều ha. Mẫu V027 này thì nó có kích thước khá là to nha các anh chị. Đầu tiên đó chính là cái chiều dài của nó. Chiều dài thì Long đo được ở đây là hơn 13 cm nha các chị. Tầm khoảng 13,5 cm ha. Còn cái đường kính của cái phần bút này thì Long đo ở đây được là 1 cm ha. Phần nắp này thì 1,2 cm nha các chị. Đây chính là phần đường kính này cũng như là cái chiều dài của cái mẫu bút này ha. Đây là một mẫu bút ký kim loại giá rẻ nha các anh chị. Và các anh chị hoàn toàn có thể khắc logo lên mẫu bút này để có thể làm quà tặng doanh nghiệp. Bây giờ Long sẽ mời các anh chị và các bạn xem một video mà bên Long đã khắc logo quà tặng Viva lên mẫu bút này ha. We'll be right back.
mẫu logo mà bên Long khắc laser này các chị, và các chị sẽ thấy là rất là chi tiết nha. Phần hộp quà của logo quà tặng Viva nó có những cái đường thẳng á, thì các anh chị sẽ thấy là cái đường thẳng nó không hề bị nhòe, bị mờ nha, rất là chi tiết luôn. Thậm chí là chữ quà tặng viva.com này có cái dấu chấm nhỏ xíu thôi nhưng mà vẫn có thể khắc được lên hình nha các anh chị. Đấy chính là cái điểm đặc biệt của việc chúng ta sử dụng laser để chúng ta khắc lên bút nha các anh chị, cũng như là một số công nghệ khắc laser có thể khắc được những chi tiết như vậy ha. Thì Long có một số chính sách bán hàng muốn giới thiệu cho các anh chị ha. Đầu tiên là các anh chị có thể mua một mẫu bút này thì bên Long có thể tặng cho các anh chị một mẫu hộp ha. Đây chính là mẫu hộp HV05 nha các anh chị. Đây Long để vào cho các anh chị cùng xem này. Phần mẫu bút này nó hơi to các anh chị, cho nên là chúng ta để vào có thể nó hơi bung ra một tí ha, nhưng mà vẫn để được nha các anh chị. Đây là mẫu HV05 này và mẫu bút V027 nha. Ngoài ra các anh chị có thể mua một mẫu hộp như thế này. Đây chính là mẫu hộp HV06 nha các anh chị, không có logo nào đâu, Long in mẫu cho các anh chị cùng xem thôi. Đây ha, khi mà chúng ta để vào nó sẽ như thế này. Đây, đã. Có một cái ưu điểm đó chính là các anh chị có thể in hoặc là khắc logo lên cái phần nắp hộp như thế này nè, để các anh chị có thể quảng bá logo hoặc là thương hiệu của công ty các anh chị nha. Long cũng muốn giới thiệu cho các anh chị một cái set quà tặng với giá 149.000 nha các anh chị. Thì bao gồm cái gì? Đầu tiên là bao gồm một mẫu bút V027 này ha. Thứ hai đó chính là bao gồm hộp HV06 này và phí khắc logo lên mẫu bút V027 này luôn. Combo này có giá là 149.000 nếu như các anh chị đặt một mẫu bút ha, một cây bút thôi. Còn nếu như các anh chị đặt với số lượng nhiều hơn, cụ thể đó chính là trên 10 cây bút thì bên Long sẽ lấy giá sỉ cho các anh chị ha. Các anh chị đặt với số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ nha các anh chị. Nếu như các anh chị quan tâm về mẫu bút V027 này, các anh chị có thể liên hệ với bút ký quà tặng bằng cách là click vào cái link mà Long để trong phần mô tả của video ngày hôm nay á, hoặc là trong phần mô tả cũng có thông tin liên lạc á, các anh chị có thể liên lạc thông qua những thông tin mà Long để trong phần mô tả nha. Hoặc là các anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng của quà tặng Viva ở một trong hai địa chỉ là 149 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc là các anh chị có thể đến là 337/4 Tân Kỳ, Tân Quý tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Tại đây thì bên Long đều có những mẫu bút ký như thế này nè, để các anh chị có thể cầm thực tế xem coi là mẫu bút nó nặng nhẹ như thế nào, màu sắc có phù hợp hay không ha. Đấy, ở đây Long ví dụ như mẫu màu xanh này rất là đẹp ha, phần nước sơn rất là trong ha, giống như là nó có chiều sâu á. Có mua mẫu bút V027 này các anh chị có thể tìm hiểu về mẫu màu xanh này ha, mẫu màu xanh này rất là đẹp luôn á. Cảm ơn các chị đã theo dõi video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video mới ạ.